tiếp theo đây kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin đặc biệt với nguyễn văn khanh và võ thành nhân kính chào quý chúng tôi là võ thành nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được đến với lại ký giả nguyễn văn khanh để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề mà hiện nay cả thế giới đang nhức đầu đó là vấn đề bất hàng trước hết xin kính chào nguyễn văn khanh dạ vâng một lần nữa từ washington tôi là nguyễn văn khanh Trước xin lời gửi chào đến anh võ thành nhân và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của sbtn tôi biết thế nào anh võ thành nhân cũng bảo là cái chuyện bắc hàn rồi sẽ đi đến đâu chuyện bắc hàn sẽ giải quyết như thế nào câu trả lời của tôi là trước hết là anh đừng quên tin tức mới nhất cho biết là bắc hàn đã lên tiếng bảo rằng là từ giữa tuần tới là họ sẽ không có thể đảm bảo an ninh để cho các nhân viên ngoại giao đang có mặt ở tại bình nhưỡng điểm đó có nghĩa là họ nghĩ đến cái chuyện là họ sẽ tấn công hoa kỳ và tấn công nam hàn cái điểm thứ nhì nếu mà chúng ta nhìn tờ Washington Times số ra ngày hôm qua Thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN Tờ Washington Times trích dẫn những nguồn tin khác nhau bảo rằng là Nếu trong trường hợp chiến tranh xảy ra Thì lúc đó Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ tính đến chuyện xóa sổ nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Hàn Đó là cái câu chuyện mà chúng ta phải nói đến Riêng Tổng thống Barack Obama, anh có nghĩ rằng hiện nay cái Tổng thống, tổng thống Barack Obama có thể có những cái quyết định rất là quan trọng, nhất là vấn đề mà di chuyển vũ khí ở từ phía Mỹ đảo Gam và chuẩn bị cho một cái tình hình rất là quan trọng thì anh nghĩ rằng ông Tổng thống Barack Obama có đủ kinh nghiệm để mà điều khiển một cái gì nó rất là nguy hiểm xảy ra trong vấn điều quân sự. Tôi nghĩ rằng là đương nhiên là chắc chắn là có không phải là một mình Tổng thống Barack Obama là cái người quyết định mà bên cạnh ông chúng ta nhìn thấy là có một cái dàn một cái lực lượng nói cái lực lượng hậu về mặt cả về mặt dân sự lẫn về mặt quân sự là những người có thể giúp ông để mà giải quyết cái vấn đề ngay trong giờ phút này thì anh, nếu mà anh nhìn tại Washington thèn thấy rõ thưa với và thưa cũng với là quý vị khán thính giả washington rất bình tĩnh washington coi cái chuyện này là cái chuyện không đương nhiên là bực mình thì có bực mình nhưng mà bảo rằng là đến mức độ phải lo lắng hay là tối không chiều không ăn tối không ngủ thì câu trả lời là hoàn toàn không washington biết rằng là bắc hàn hiểu một điều rằng là chỉ có điên thì là lúc đó là mới đưa ra thử thách với lại nam hàn với lại nhật bản với lại nhật bản cũng như là với hoa kỳ tôi còn nhớ là phía bên tòa bạch ốc bên bộ ngoại giao bên bộ quốc phòng họ đều nói rằng là chúng ta có đầy đủ tất cả mọi phương tiện và chúng ta có đầy đủ tất cả mọi khả năng không phải chỉ để bảo vệ cho nước mỹ không thôi mà còn bảo vệ cho cả hai đồng minh là nam hàn và nhật bản đó một cái khác thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả đừng quên tôi không bao giờ tôi phủ nhận là nam lực lượng quân sự của bắc hàn là một lực lượng hùng hậu nhưng họ hùng hậu là với những quốc gia khác so với lại nam hàn so với nhật bản và đặc biệt nhất là so với hoa kỳ cái lực lượng đó không phải là lực lượng hùng hậu đến mức độ mà người ta phải e ngại thưa anh võ thành nhân nhưng mà hiện nay trong cái tình hình như vậy mà chúng ta không thấy trung quốc có những cái vai trò đặc biệt nào để mà giải quyết vấn đề này hay là cool down, có nghĩa là làm cho nó có dễ được bình tĩnh hơn hay như thế nào đó, đối với một cái người lãnh tụ rất là trẻ của bắc hàn vậy thưa tôi khi anh được. có thành nhân đặt cái câu hỏi như vậy thì tôi nhớ lại lời mà hai người đã từng làm việc một người làm việc với ông tổng thống george w bush và một người làm việc với lại tổng thống bill clinton ông Richard Bush là người làm việc với ông Clinton, ông Victor Cha là người đã từng làm việc với lại tổng thống George W Bush. Hai ông đều bảo rằng là chúng ta phải nói chuyện trực tiếp với lại Trung Quốc, chúng ta phải cho Trung Quốc biết rằng là những cái lời đe dọa mà phía Bắc Hàn đưa ra không có lợi gì cả, không có lợi không phải là chỉ cho Bắc Hàn, Nam Hàn, không phải là không có lợi chỉ cho tình hình ổn định của bán đảo Triều Tiên mà không có không có lợi cho toàn thế giới. đã đến lúc Trung Quốc phải hiểu điều đó. Tôi cũng được nghe nói rằng là có nhiều viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và viên chức của Hội đồng Liên Quốc gia trong những cuộc họp trong tuần vừa rồi họ còn nói một câu, họ bảo rằng là có lẽ là đã đến lúc phải cho Bắc Kinh biết là nếu mà chúng ta nuôi một con chó điên ở trong nhà thì con chó điên nó sớm muộn gì nó cũng sẽ cắn chủ. Đó là cái câu chuyện của Bắc Kinh. Khi mà anh đặt câu hỏi Bắc Kinh thì đây là cái điểm mà tôi nhận xét. Không biết là quý vị khán thính giả của SBTN cũng như là anh võ Thị Nhân nghĩ như thế nào nhưng mà tôi tôi thấy như thế này. Bắc Kinh họ luôn luôn họ đi một cái nước đồi một mặt thì họ nói với hoa kỳ rằng là chúng tôi đồng ý là chúng ta phải đưa ra những cái biện pháp cấm vận những biện pháp chế tài gắt gao đối với lại nhà cầm quyền cộng sản bình nhưỡng nhưng mà sau đó thì họ lại dừng dừng rõ ràng là như thế đây không phải lần đầu tiên và tôi e rằng là cũng không phải là lần cuối cùng mà bắc kinh làm cái điều đó cái vấn đề còn lại là tại sao bắc kinh lại đưa ra cái thái độ dừng dưng như vậy nhiều người bảo với tôi rằng là có lẽ là một phần là Bắc Kinh cũng không kiểm soát được Bắc Hàn. Tức là Bắc Kinh không kiểm soát được những cái hành động của Kim Jong-un và Bắc Kinh cũng không nói để cho Kim Jong-un có thể vâng lời Bắc Kinh như là người ta thường nghĩ. Nhiều người lại có bảo, có một số người lại bảo với tôi là như thế này. Biết đâu chừng rằng là giới lãnh đạo, tân lãnh đạo của Bắc Kinh, tức là ông Tập Cận Bình, ông Lý Khắc Cường, họ đang muốn dùng Bắc Hàn để họ thử coi cái phản ứng của Washington ra sao. Thưa với anh, thưa cùng với là quý vị khán thính giả. Cả hai điều đó thì đều không có lợi cho Bắc Kinh. Và cuối cùng thì anh Nguyễn Văn Khanh sẽ cho biết rằng vai trò của tân bộ trưởng Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ, ông John Kerry sẽ có một cái tour of duty vào tuần tới sẽ ảnh hưởng như thế nào và những khó khăn ông phải gặp phải như thế nào vậy thưa. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn là cái dễ dàng, lý do là bởi vì ông lên nhậm chức trong lúc mà cái tình hình bắt đầu có vẻ như là nếu mình nói như là cái ngôn từ nhiều người bảo thì có vẻ là dầu sôi lửa bỏng. Bởi vì không ai biết là Bắc Hàn sẽ giải Bắc Hàn sẽ làm điều gì và đừng quên rằng là không có ai có thể đoán được trước là Bắc Hàn sẽ làm điều gì cả. Đó là cái khó khăn. Tuần tới ông đến Nam Hàn, ông thảo luận với lại chính phủ Nam Hàn, ông đến Nhật Bản, ông thảo luận với lại chính phủ Nhật Bản. Và cái vấn đề còn lại của ông là ông phải giải quyết ra sao. Đã có những cái dự đoán bảo rằng là có thể là khi mà ông đến Nam Hàn, đến Nhật Bản thì lúc đó biết đâu chừng là chính phủ Nam Hàn sẽ gửi một đại diện qua bên Bắc Hàn qua bên Bình Nhưỡng để nói chuyện trực tiếp với lại chính phủ của kim jong un tôi thì tôi nghĩ rằng là đó không là điều không nên làm lý do là tại sao đừng để cho kim jong un có một cái cơ hội để chứng tỏ cho thế giới thấy là những cái gì hắn ta đe dọa rồi cuối cùng là hoa kỳ nam hàn nhật bản phải nhượng bộ đừng để cho kim jong un có một cái cơ hội để mà đánh bóng cá nhân đánh bóng lãnh tụ để hắn có thể khoe khoang với lại người dân bắc hàn rằng là chính bởi những cái thái độ cứng rắn của chúng à, của hắn ta, lập trường cứng rắn của hắn ta khiến cho thế giới tự do phải nhượng bộ, chú thật với anh và thưa của quý vị thính giả. Tôi vẫn tin điều mà tờ Washington Times nói là cái điều đúng. Nếu mà trong trường hợp chiến tranh xảy ra thì lúc đó chỉ có điên mới nghĩ đến cái chuyện là mở một cuộc chiến với lại Hoa Kỳ và lúc đó thì đương nhiên Washington chắc chắn là sẽ tính đến chuyện xóa sổ Bắc Hàn. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Xin được cảm ơn nguyễn văn Khanh kính thưa quý vị vừa rồi là bản tin của chúng tôi và ký giả nguyễn văn khanh để nhằm tìm hiểu về tình hình của bắc hàng đối với sự đe dọa răng đe trên thế giới chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại vị vào kỳ sau một lần nữa xin được cảm ơn khanh cũng một lần nữa xin được cảm ơn anh võ thành nhân và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của sbtn kính thưa quý vị đến đây chương trình phát hình của bản tin hoạch động sẽ được chấm dứt cảm ơn quý vị đã theo dõi kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới